Xin chào tất cả các bạn nha. Video này mình sẽ hướng dẫn các bạn setup cái đồng tốc cần TLM các bạn. Một tốc cần này nó đã list trên một cái sàn là MFC và Dodo các bạn. Thì dưới giá hiện tại của nó là 6,76 đô cho một tốc cần nha các bạn. Thì để tham gia giá hôm nay các bạn cần phải có một cái đồng BNB hoặc là cái đồng BUSDT là điều kiện thứ nhất các bạn. Và điều kiện thứ hai các bạn phải đăng ký và KYC trên sàn Binance nha các bạn. Thì trên sàn Binance thì làm của sàn một trong ba top sàn uy tín nhất của thế giới các bạn. Thì các bạn cứ yên tâm start con này nha các bạn. Anh em có tiền thì cứ start con này càng nhiều càng tốt nha các bạn. Thì để setup được thì các bạn mở cái link sàn Binance của tất cả các bạn nha các bạn. Thì các bạn bấm vào một launcher pad nè các bạn. Các bạn cần phải có BUSDT, BUSDT hoặc là BNB nha các bạn. Về cái ví support các bạn nè bạn. Về tài khoản giao ngay nè các bạn. Tiếng Anh là kêu support các bạn. Vì mình đã không mình đã setup được 0.18 này các bạn. Thì để setup được thì các bạn nhấp vào phần Lawpad này các bạn. Thì bạn nào không có thì các bạn cứ mua DT nạp vào rồi swap qua BNB rồi các bạn setup nha các bạn. Rồi, để setup được thì các bạn nhấp vào một Launchpad này các bạn. Thì các bạn nhấn lướt xuống này các bạn. Các bạn bấm vào một setup ngay nè. Trên đây thì BUSDT nha các bạn. Để nhận tốc cần TLM nè. Đây thì BNB nhận tốc cần TLM nè các bạn. Thì các bạn chỉ bấm vào một setup ngay nha các bạn. Mình đây thu hoạch này. Đây mình test lại cái con BUSDT cho các bạn nha các bạn. Các bạn bấm vào một setup ngay nè. Và một cái điều đặc biệt nhất cái trên cái sàn Stat Binance này các bạn có thể rút số dư USD BNB hoặc là BUSDT của tất cả bất cứ lúc nào các bạn. Thì các bạn có thì các bạn bấm vào mục Stat, các bạn bấm mát, các bạn bấm Stat các bạn. Thì sau khi các bạn không muốn Stat nữa thì các bạn có thể bấm rút các bạn. Đây sau khi các bạn Stat xong để mình vào la bát lại các bạn. Cái mình giới thiệu qua về tốc cần TLM rồi bạn. Đây là một nền tảng phát hành tốc cần của sàn Binance các bạn, sẽ cạnh tranh với NFT các bạn. Giá trong tương lai của con này khá là cao luôn các bạn. Thì hôm mình sẽ tách khoảng 3 ngày trước các bạn là giá hiện tại nó có 3 đô các bạn. Hiện tại lên 6,7 đô. Sau khi bạn bấm nút sẽ tách ngay thì các bạn chờ nó chạy trong vòng 1 giây các bạn. Ê, 1 phút. Khoảng 60 giây nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào một thu hoạch ngay nè. Rồi bấm vào thu hoạch nè, thu hoạch tất cả nè các bạn. Thì mình thấy con này lãi suất nó cũng không có cao, mình vừa test vào khoảng 60 đô rồi các bạn, 60 đô. Thì mình test thử cho các bạn, dù ít hay nhiều gì nên mình các bạn cũng cứ lưu trữ setup con này kiếm cái đồng tốc cần TLM mà. Sau khi các bạn bấm setup ngay thì nó sẽ nhảy về số dư của tất cả các bạn nè các bạn. Khá là ngon các bạn. Thì mình đã test cho các bạn luôn đó. Mình rút luôn đó các bạn. Thì các bạn việc bấm vào một sợi tách ngay rồi bạn bấm mát nha các bạn. Như bạn có BNB thì BUSDT thì bạn bấm vào staking ngay nè. Rồi các bạn chỉ việc bấm vào một số lượng sợi tách ngay các bạn. Còn sau khi các bạn nào mà muốn không sợi tách nữa thì bạn bấm vào withdraw một cút về ở dưới các bạn. Số lượng này nè các bạn. Nhập số lượng rồi bấm vào một bút thôi các bạn. Ok, vậy mình đã hướng dẫn các bạn start cái tốc cần TLM đến đây cũng kết thúc các bạn. Mình cũng cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình. Mọi thắc mắc gì không hiểu các bạn cứ để lại comment dưới đi, mình trả lời tất cả các bạn. Vậy mình cũng chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.